lại với chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc. Lần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị một chủ đề đặc biệt mà chắc hẳn rằng tất cả các chị em phụ nữ đều đang rất quan tâm, đó là làm sao cho trị cho làn da đã bị nám, hay làm sao ngăn ngừa để làn da không bị nám và giữ mãi một làn da sáng mịn. Và đầu tiên, trước khi mở đầu chương trình, Vân Khương xin được mời vị tổng giám đốc của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc, cô Bích Ngọc, gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc. Chúng tôi Bích Ngọc, Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình Ven TV. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại hân hạnh được trở lại với chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc. Một điều mong mỏi nhất của chúng tôi là mong rằng tất cả mọi chị em phụ nữ chúng ta ai cũng đẹp hết. Vâng, thưa quý vị, thì thưa quý vị, ngày hôm nay cái chương trình sẽ đưa đến với quý vị là cái phương pháp nào để mà chúng ta có thể ngăn ngừa được trị nám. Và nếu mà chúng ta bị nám thì tại sao mà chúng ta lại bị nám? Và vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là đối với lại chúng ta thì chúng ta đều là những người phụ nữ, thì chúng ta thích cái gì, nhìn chung quanh chúng ta thì chúng ta ai cũng có phải, thưa quý vị, người nào cũng thích là có phải có tiền tài, có giàu sang, danh vọng và hạnh phúc, có phải không thưa quý vị? Vậy mà đó, chúng ta có thể có tiền tài, chúng ta có thể có hạnh phúc, và chúng ta có thể có tiền tài, chúng ta có thể giàu sang, quý phú, quý phái, nhưng mà luôn luôn là chúng ta lúc nào cũng muốn đi tìm cái hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó, đó nó cũng hơi khó tìm đối với những người phụ nữ mà trời cho cái nhan sắc mình không có được như ý. Thành ra là có một người phụ nữ mà tôi cũng nhớ là cô có viết một bài thơ, một cái bài thơ là rất là hay thưa quý vị, với cái nhan đề là em là người con gái mà trời bắt xấu. Thưa quý vị, rất là tội nghiệp. Thì cô nghĩ rằng khi mà cô đã thốt lên cái câu đó, và trong một cái cuốn thơ của cô đã ấp ủ cái trái tim của cô, và nếu cô thốt lên những cái lời tâm sự như vậy, là cô rất là nghĩ rằng là trời mà đã cho là xấu, đó là định mệnh rồi. Cái định mệnh thì không bao giờ là chúng ta có thể mà chúng ta thay đổi được. Và cô nghĩ rằng cái điều đó sẽ đi với cô tới cuối đoạn đường đời. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự mà nói là cái điều đó, nếu chúng ta ở ngày nay với lại một cái những cái khoa giải phẫu thẩm mỹ thật là đã là uyên thâm, và đồng thời chúng ta lại có những công nghệ mới của cái văn minh tiến bộ ngày hôm nay, thì cái điều mà người phụ nữ kia vừa mới nói rằng trời đã bắt em là một người con gái phải xấu, thưa quý vị, điều đó sẽ không còn nữa. Vâng, thưa cô Bích Ngọc, thật sự ra thì theo nhận định của Vân Khương thì không có một người phụ nữ nào là xấu hết, chỉ có những người phụ nữ mà không tìm được vẻ đẹp của chính bản thân mình, phải không thưa cô? Và thưa quý vị khán thính giả, đó cũng là một trong những mục đích của chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc, được cống hiến từ Ven TV cũng như là từ Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc, để có thể tư vấn cho tất cả các chị em phụ nữ biết những khuyết điểm của mình, chữa trị cho làn da hay vóc dáng của mình, chữa trị những khuyết điểm mà quý vị cần chữa trị để mà quý vị đạt được một cái hình ảnh nào đó mà theo như tiêu chí của quý vị. Thưa quý vị, hồi nãy cô Bích Ngọc cũng đã trình bày đến quý vị một cái lời thơ rất là tha thiết, và có lẽ là vì chính trong lòng của cô có cái sự đồng cảm đối với tất cả các quý chị em phụ nữ, cho nên cô đã cống hiến cuộc đời rất là nhiều năm của cô cho ngành thẩm mỹ, và cũng như là giúp tất cả và rất nhiều các chị em phụ nữ vượt qua khuyết điểm của mình và tìm đến được những gì mà quý chị em phụ nữ hằng mong muốn. Và thưa quý vị, cũng như là cô đã nói hồi nãy thì thành công thì nếu chúng ta làm việc siêng năng, chăm chỉ thì quý vị chắc chắn là sẽ tìm được. Hạnh phúc thì đương nhiên là cũng hơi khó bàn luận, phải không thưa cô? Nhưng mà Vân Khương nghĩ là đối với một người phụ nữ thì cái hạnh phúc đầu tiên, cái hạnh phúc sâu thẳm nhất là phải hài lòng với chính bản thân mình, phải không thưa cô? Cho nên chính vì vậy mà đây cũng là một mục đích của chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc. Và rất mong quý chị em phụ nữ khi xem chương trình sẽ gọi vào để tham dự buổi hội thoại số 281-501-9859 thưa quý vị. Và bây giờ để trở lại với chủ đề của chương trình, làm sao để ngăn ngừa để da không bị nám, giữ một làn da sáng mịn, và cũng như trị nám khi da của quý vị lỡ bị nám rồi, thì đầu tiên Vân Khương xin được phép hỏi cô Bích Ngọc là nguyên nhân nào mà dẫn đến nám trên da mặt của người phụ nữ thưa cô? Vâng thưa quý vị,
Nếu mà nói đến cái nguyên nhân ấy, mà sinh ra bị nám ở trên da mặt ấy, thì chúng tôi cảm thấy là có rất nhiều nguyên nhân mà hiện thời tới bây giờ người ta cũng chưa biết chắc chắn là một cái nguyên nhân nào mà đã làm cho người phụ nữ chúng ta bị nám. Và cái bị nám ấy, nó đến với người phụ nữ nó nhiều hơn là nam giới. Chúng ta có thể nói là tới 90% người phụ nữ là bị nám. Và nhất là cái người bị nám đó thì thường hay xảy ra cho những người như là người Á Đông, những người mà Mễ, hoặc là những người Trung Đông, hoặc là những cái người mà ở Bắc Phi chẳng hạn đó. Vâng, thì những cái người mà bị cái da màu như vậy đó thì thường thường đó, cái nám nó lại bị nhiều hơn là những người da trắng, thưa quý vị. Cho nên là cái vấn đề đó mà mình khẳng định một cái điều chắc chắn là tại sao chị nám thì chúng ta vẫn còn ở trong một cái sự nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Và hiện thời bây giờ đó thì tạm thời người ta nghĩ rằng khi mà người đàn bà mà có thai đó, thưa quý vị, thì thường thường cái vết nám nó hay hiện lên trên mặt nhiều nhất. Rồi tới cái khi mà cái kích thích tố của mình trong người đó nó xáo trộn, nó cũng làm cho cái vết nám nó hiện lên. Và đồng thời đó, cái mà quan trọng nhất mà chúng ta có thể ngăn ngừa được là mình nên tránh nắng, vì cái ánh nắng nó là một cái kẻ thù của sắc đẹp. Thành ra chúng ta cũng nên tránh nắng mà không có nên ra ngoài nắng nhiều. Và khi ra nắng thì chúng ta phải bôi kem chống nắng. Vâng, còn nhiều những cái nguyên nhân khác nữa, như là ví dụ mình ăn uống, mình không có giữ cho một cái chế độ nào để mình vừa giúp cái da mặt ở ngoài da và mình còn giúp cho trong cơ thể mình nữa. Ví dụ như là thưa quý vị, bây giờ quý vị có thể ăn uống một cách bừa bãi, nhưng mà những cái thứ mà nó giúp cho cái da mặt của mình nó có thể mà nó ít xảy ra và nó giúp cho nó không có sinh ra nhiều. Như quý vị ăn nhiều những loại trái cây nó có vitamin C chẳng hạn, hay là quý vị ăn những cái loại như là nó có cái trái kiwi đó, hay là cà chua, những loại trái cây mà có vitamin C phải không cô? Vâng. Theo như cô Bích Ngọc vừa mới nói hồi nãy thì theo Vân Khương biết thì nếu như mà quý vị muốn cho có một làn da khỏe đẹp thì quý vị có thể dùng những loại trái cây có vitamin C, và những loại trái cây đó không xa lạ đó là cam, bưởi, kiwi, cà chua. Phải không thưa cô? Và đồng thời là khi trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, quý vị có thể ăn những chất mà nó rất tốt cho da, giàu vitamin D như là cá, thịt cá, trứng sữa. Thịt cá, trứng sữa là quan trọng. Vâng. Và lúc nãy thì sau khi mà nhắc đến những nguyên nhân của trị nám như là melasma cũng như là đừng ra nắng, vì cái ánh nắng cũng có thể làm damage làn da của quý chị em phụ nữ và làm cho quý chị em phụ nữ bị nám da, thì cô Bích Ngọc cũng đã nhắc đến là khi mà quý vị ra nắng đó cũng phải dùng kem chống nắng, phải không thưa cô? Vâng. Dạ rồi, theo con thấy thì dùng kem chống nắng rồi ăn đầy đủ thực phẩm vẫn chưa có cái gì đó, nó chưa có đầy đủ trong cái quy trình ngừa nám da cũng như là trị nám da này. Thưa cô, còn một quy trình nữa chắc hẳn là quý chị em phụ nữ cũng đã đoán được, đó là nếu mà da của quý vị lỡ bị nám rồi vì bất cứ nguyên nhân gì, vì bị ánh nắng mặt trời làm cho nám da, hoặc là bị melasma có nghĩa là bị sau khi sinh, phải không thưa cô, thì chắc hẳn rằng tất cả các quý chị em phụ nữ đều muốn câu trả lời cho những tình trạng da bị nám như thế này. Vậy thì mời cô Bích Ngọc. Cô ơi, ở trên thị trường có rất nhiều dạng mỹ phẩm, có rất nhiều dạng mỹ phẩm trị nám da. Như vậy thì mỹ phẩm nào cô recommend, có nghĩa là cô khuyên quý chị em phụ nữ nên dùng để giữ cho da đẹp và không nên dùng thưa cô? Vâng, thưa quý vị, nếu mà nói đến tất cả những cái loại kem đó mà làm cho da của mình nó bớt bị nám và nó sẽ cũng có ảnh hưởng ngay lập tức sau khi dùng vào khoảng độ 2 tuần lễ đó, là quý vị đã cảm thấy là cái làn da của quý vị nó trắng ra. Thì thưa quý vị, có rất nhiều cái sản phẩm mà chúng tôi có thể giới thiệu được, nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay đó chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị một bộ kem trị nám cao cấp. Và cái bộ này là của hãng Meso Aesthetic và tên nó gọi là một cái loại mà trị nám là Cosmelon Pack. Thì trong đó nó có hai loại, một cái loại gọi là mình có thể mình lột cái da mặt của mình đi để với một cách rất là nhẹ nhàng, thưa quý vị, và sau đó đó thì mình dùng một cái loại thuốc nó gọi là Cosmelon Number 2. Thì khi sau đó là mình dùng nguyên độ vào khoảng độ chừng một năm trời như vậy đó, thì cái nám của quý vị đó nó sẽ bay đi và nó không bao giờ trở lại nữa. Thì bây giờ trong cái bộ Cosmelon này đó thì Vân Khương có thể
cắt nghĩa cho quý vị nghe và mang hết tất cả những cái sự nghiên cứu của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc cũng như là những cái công thức để mà tạo thành cái bộ kem trị nám Cosmelon này để mời quý vị nghe và quý vị phân biệt xem là cái kem trị nám nào là cái kem trị nám cao cấp nhất, thịnh hành nhất, an toàn nhất và tốt nhất. Vâng, thưa, cảm ơn cô Bích Ngọc và cũng như là cảm ơn quý vị khán giả. Thật sự ra thì ở tại Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc có nhiều hơn một giải pháp để quý vị có thể tìm đến và trị cho làn da bị nám của mình và giữ mãi làn da được sáng đẹp. Và thưa quý vị, giải pháp đầu tiên có lẽ là Vân Khương sẽ chưa nói đến Cosmelon Pack, tại vì rất tiếc là chương trình ngày hôm nay không có bác sĩ Vũ Ban để có thể giải thích sâu hơn cho chúng ta. Nhưng Cosmelon Pack đã được Mesoesthetic, trong dòng mỹ phẩm Mesoesthetic đã nổi tiếng rất nhiều năm liền và là một trong những dược mỹ phẩm đứng hàng đầu trong việc trị nám, thưa quý vị. Vì trong Cosmelon Pack có đầy đủ tất cả những yếu tố để có thể giúp cho quý vị trị nám, như là một sản phẩm để dầu làm sạch và bong tróc da, Oil Removing Solution, có Cosmelon 1, Cosmelon 2 và đồng thời có kem dưỡng ẩm. Và Cosmelon 1, Cosmelon 2 là hai loại mỹ phẩm có thể giúp cho quý vị tẩy cái chất hắc tố melanin mà đã xuất hiện ở trên da rồi. Và đồng thời những cái chất trong Cosmelon Pack này cũng sẽ ngăn ngừa không cho tế bào melanocyte tiếp tục sản sinh ra hắc tố melanin để mà nám của quý vị có thể từ từ sẽ giảm đi và cuối cùng là sẽ quý vị sẽ có một làn da sáng mịn hơn. Vì nếu như mà quý vị dùng những loại mỹ phẩm hoặc là chỉ tẩy da chết hoặc là chỉ dùng những cái loại tẩy quá mạnh giống như là hydroquinone hay là retinol, nếu mà quý vị dùng những loại mà không có đúng liều lượng hay là liều lượng quá cao, nó hoàn toàn có thể gây hại cho làn da của quý vị, giống như là da của quý vị có thể nhăn hơn hay là bị nám nhiều hơn. Nhưng trong Cosmelon Pack là một loại dược mỹ phẩm mà chỉ có bác sĩ mới được prescribe cho quý vị, mới cho toa và có thể khuyên quý vị dùng. Thì trong Cosmelon Pack đã có đầy đủ hàm lượng để vừa ngăn ngừa không cho hắc tố melanin trong tế bào melanocyte trong da của quý vị có thể tiếp tục sinh ra và đồng thời tẩy đi hắc tố melanin đã xuất hiện trên da của quý vị. Bởi vậy, quý vị đừng quên là khi quý vị đang có một vấn đề như là bị nám da hay da không đều màu, quý vị nên đến một bác sĩ. Thứ nhất là tìm ra nguyên nhân tại sao da mình bị nám. Nếu đây là chỉ là một nám bề mặt da thì có thể là rất là dễ chữa trị. Nhưng mà nếu mà đây là một vấn đề về hormone, nội tiết tố, melasma hay quý vị dùng không đúng thuốc thì chắc chắn rằng quý vị phải cần sự tư vấn chuyên nghiệp của một bác sĩ. Vì nếu quý vị dùng không đúng thuốc trên thị trường, quý vị có thể hại thêm cho làn da mình mà không giúp ích, không mang lại cho làn da sáng đẹp như quý vị mong muốn. Vì vậy, ngày hôm nay thì bộ sản phẩm đầu tiên mà cô Bích Ngọc và Vân Khương cũng như là Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc đang gửi đến quý vị là Cosmelon Pack từ hàng dược mỹ phẩm Mesoesthetic. Đương nhiên vì đây là loại mỹ phẩm đứng hàng đầu trên thị trường, nhưng mà Vân Khương xin được để dành hàng mỹ phẩm Cosmelon Pack này đến một bữa khác khi mà bác sĩ Vũ Ban có thể có mặt ở đây để có cùng giới thiệu đến quý vị. Nhưng quý vị ơi, nếu như mà da của quý vị đang bị nám thì quý vị hãy đến ngay một văn phòng bác sĩ hoặc là đến ngay Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc để quý vị có thể tư vấn và tìm ra là loại nào thích hợp nhất đối với mình. Riêng về Cosmelon Pack thì Vân Khương phải nói một điều là tất cả các quý vị, nếu như quý vị tìm đến những giải pháp mà bao gồm sự lột nhẹ da thì quý vị phải bắt buộc phải dùng kem chống nắng trong thời hạn 2 hay 3 tháng và SPF của kem chống nắng phải từ 50 trở lên. Và đồng thời quý vị phải biết trước rằng trong 2 hay 3 tháng đó tốt nhất là quý vị không nên ra nắng quá nhiều. Tuy rằng ánh nắng mặt trời cũng rất là tốt cho quý vị, vì mỗi ngày nếu quý vị ra nắng khoảng 10 đến 15 phút không cần dùng kem chống nắng thì ánh nắng mặt trời sẽ giúp cho da quý vị tự nhiên sản sinh vitamin D. Tuy nhiên nếu quý vị đứng ở ngoài ánh nắng mặt trời quá lâu thì UVA cũng như là UVB ở trong ánh nắng mặt trời sẽ gây ra nhiều cái tổn hại cho da, giống như là làm cho da nám hay là thậm chí còn bị nhăn, phải không cô? Đúng như thế. Vâng, vậy thì cô ơi, chắc chắn rằng cái Mesoesthetic là một hàng dược mỹ phẩm rất là thành công của về vấn đề trị nám, và Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc cũng đã rất hãnh diện vì đã có sản phẩm Mesoesthetic ở tại Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc trong rất nhiều năm. Nhưng mà Vân Khương cũng được biết rằng ở tại Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc còn có những giải pháp khác cũng đứng hàng đầu và nhẹ nhàng hơn, cũng thích hợp
với nhiều loại da bị nám khác. Cô có thể gửi đến quý vị khán thính giả được không? Vâng, thưa quý vị, trong chương trình thì có lẽ là chúng tôi cũng chỉ hy vọng rằng là ngày hôm nay quý vị sẽ hiểu nhiều thêm về cái loại mỹ phẩm cao cấp này, đó là Mesoesthetic sản xuất ra, và đồng thời nó là một cái bộ kem trị nám rất là cao cấp. Nhưng mà song song tới đó, đó thì chúng ta cũng có một cái bộ kem mà quý vị đã dùng với Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc đã từ lâu lắm, thưa quý vị, kể như là kể mười mấy năm nay rồi, và người nào cũng thích và người nào cũng cứ reorder hoài, và họ cũng cứ nhắc nhở đến một cái loại kem mà chúng tôi đã từng có kinh nghiệm rất là lâu năm. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin nhắc lại để cho quý vị hiểu là ngoài những cái mỹ phẩm mà được ưa thích thì còn có những cái mỹ phẩm mà đã được kinh nghiệm rất là lâu năm. Thì cái bộ mỹ phẩm đó là Skin Renew của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc đã có nhiều năm nay, và khách hàng cũng như là các quý vị chị em bạn gái đã rất là hài lòng. Thì thưa quý vị, cái bộ mỹ phẩm này nó là có 5 lọ, thì quý vị cũng biết rồi. Vâng, Vân Thư cũng đang mang 5 lọ này ra theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4, 5. Cũng cảm thấy rất là thú vị vì tại sao trị nám lại cần tới 5 lọ mỹ phẩm khác nhau. Cô Bích Ngọc có thể giải thích cho quý vị khán thính giả cũng như là Vân Hương được biết được không cô? Vâng, thưa quý vị, đây là một cái loại kem số 1. Cái loại kem này đó thì trong này nó có retinol, và đồng thời đó nó có một cái hóa chất, một cái công thức đặc biệt để mà khi mà người ta bôi vào da mặt đấy, thì nó sẽ làm cho da không những là nó trị nám mà nó còn làm cho da nó trẻ ra. Thì trong cái phương thức này đó, đã được các chị em bạn gái cũng như là những quý vị thân chủ của Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc rất là ưa thích. Thì thưa quý vị, cái bí quyết đó, của cái bộ kem này nó được tất cả mọi người ưa thích ấy, là tại sao? Là bởi vì nó có sự bảo đảm của y khoa ở trong này. Tức là trong này nó có Retin A luôn, thưa quý vị. Thì Retin A là một cái mà chúng tôi đã thường thưa với quý vị, đó là một cái loại kem rất là tốt cho chị em phụ nữ và nó làm cho da mình trẻ ra. Thì cộng với lại cái Retin A này, trong này nó là cái loại kem thứ hai. Cái loại kem thứ hai này thì trong này nó có cái chất chính thôi, mình không có thể nói hết được tất cả những công thức của nó ở trong này, nhưng mà cái chất chính của nó cũng vẫn là hydroquinone. Mà cái hydroquinone này nó là 4%, tức là 4%, chỉ có bác sĩ prescription cho tất cả quý vị thì mới mua được. Còn nếu mà mình mua ở ngoài thì chắc là không có được, là tại vì sợ rằng thì là nếu mà quý vị mua cái hydroquinone ở bên ngoài thị trường người ta bán thì cao lắm là chỉ đến 2% thôi, còn cái này nó có tới 4%. Nhưng mà một điều đặc biệt là làm cho quý vị rất là thích thú là khi hai cái hóa chất này nó cộng lại với nhau, nó mix lại với nhau thì nó sẽ tăng cái cường độ của cái hydroquinone từ 4% nó lên tới 40%. Hai cái lại quý vị dùng, lấy ra một giọt ở trong tay, cái này hai giọt, và cái sự mix vào với nhau rồi bôi vào da mặt của mình thì nó sẽ thẩm thấu vào cái da của quý vị rất là sâu, và nó sẽ làm cho những cái chất melanin ở nằm ở dưới da của quý vị nó sẽ được làm mờ đi, và nó sẽ không có mang lên trên cái bề mặt của mình mà da nữa. Thì sau khi mà buổi tối trước khi đi ngủ đó quý vị dùng hai cái kem này để mà bôi hết cả mặt đi, rồi sau đó đó thì quý vị lại dùng đến cái bộ kem thứ ba, là cái lọ kem này là cộng thứ ba, nó cũng có hydroquinone 4% ở trong, nhưng mà nó để bổ túc cho hai cái loại kem này mình bôi khắp cả mặt rồi, tức là nó đã mix rồi và cái hợp chất của nó đã có thể thẩm thấu vào da của quý vị rồi. Quý vị bôi thêm cái hydroquinone 4% này, trong này công thức này nó có nhiều thứ khác nữa, nó có ở trong này nó có kojic acid này, nó có nhiều cái thứ khác nữa, quý vị mình không thể nào mình nói hết được những cái công thức của họ. Nhưng mà cái này cũng quý vị bôi lên chỗ nào mà là bị nám nhiều thì nó lại công hiệu nó lại càng tăng thêm, nó sẽ tẩy cái vết nám của quý vị đi một cách nhẹ nhàng và bảo đảm là những cái thuốc nó đã được pha chế một cách đúng mức, và khi mình bôi vào da của mình thì nó cái nọ nó giúp cái kia để mà nó làm cho cái nám của quý vị nó không có sản xuất ra được nhiều, và nó không sản xuất ra nữa, và nó làm cho da của quý vị cái nám nó sẽ bay đi cho quý vị trong vòng độ chừng 2 tuần lễ. Vâng, thưa quý vị, còn cái kem số 3 đó thì cái này đó là nó có glycolic acid ở trong, và tổng quát của nó đó là có nhiều loại khác, nhưng mà cái chính vẫn là cái glycolic, thì nó sẽ làm cho quý vị
cái da của quý vị sẽ tươi lại, trắng da và nó chắc đi những cái da khô, những cái mà chất nám ở dưới da của chữ binh bên cái bề mặt của da, nó sẽ được chóc ra, nó để lại cho quý vị một lớp da thật là tươi, thật là mịn và trắng, không có còn thấy cái vết nám nó đậm như lúc đầu tiên sau 2 tuần lễ dùng cái bộ kem này. Và thưa quý vị, rồi đến cái thứ năm, cái chai thứ năm này rất là quan trọng vì trong này nó là tổng quát của tất cả các loại kem có mặt ở trên đây, và đồng thời nó có thêm một cái chất để mà chống nắng, tức là cái sunscreen đó thưa quý vị. Thì cái này nó chỉ có từ 15-30% thôi, nhưng mà quý vị nhớ bôi mỗi khi mà quý vị ra ngoài ánh sáng mặt trời thì nên bôi trước chừng 15-20 phút trước để cho ngấm vào trong da rồi quý vị hãy ra ngoài. Và như là thưa quý vị Vân Khương vừa nói đó, khi mình ra ngoài ánh sáng mặt trời đôi khi đó mình cũng cần cái da mình đó, nó cũng cần được thở hít không khí trong lành, và không phải lúc nào nó cũng bảo bọc bởi những cái kem, những cái phấn, những cái loại mà mỹ phẩm mình mua lên mặt để cho da của mình nó được ánh sáng mặt trời, mà trong khi chưa có cái UVB và UVA, tức là sáng sớm tinh mơ ánh sáng mặt trời chưa có lên, quý vị nên cho da nó thở vào khoảng độ 15-20 phút, hoặc là quý vị cứ đi dưới cái ánh sáng bình minh như vậy đó, cái da của quý vị nó sẽ tự nó có những cái kháng chất, hoặc nó có thể chống lại được những cái gì mà cái da của mình cứ suốt ngày mình bôi mỹ phẩm lên, suốt ngày mình phải dùng kem, dùng thuốc, thì cái vấn đề mà quý vị ra ngoài ánh sáng của bình minh rất là tốt cho da đấy thưa quý vị. Vâng, rất cảm ơn cô Bích Ngọc, và Vân Khương cảm thấy là đây là một cái bộ mỹ phẩm rất là thú vị vì Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc đã dùng nhiều năm liền và các thân chủ đã rất tin tưởng. Và cảm ơn cô Bích Ngọc đã giải thích cho Vân Khương cũng như là cho tất cả mọi chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình. Rất cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của đài truyền hình VNTV Houston 55.2. Một lần nữa Vân Khương xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc. Và thưa quý vị, trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay, làm sao để giữ mãi cho một làn da trắng mịn và trắng sáng, phải không thưa cô? Và đồng thời là nếu quý vị, tất cả các quý vị chị em phụ nữ nếu bị nám vì bất cứ vấn đề gì, vì do nám melasma sau khi sinh con, bị nám sau do uống thuốc ngừa thai hay là uống một loại thuốc nào đó không hợp với cơ thể, hoặc là bị nám vì do ra nắng quá nhiều, thì mong rằng quý vị vẫn có thể tìm được giải pháp cho mình. Và thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình chúng tôi đã đưa đến quý vị hai loại dược mỹ phẩm rất thành công của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc. Một loại đó là sản phẩm whitening của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc đã nổi tiếng trên 30 năm qua, có thể giúp quý chị em phụ nữ giảm những cái vết nám trên khuôn mặt. Và một loại thứ hai đó là Cosmolin Pack của dược mỹ phẩm Meso Aesthetic, là loại dược mỹ phẩm đang đứng hàng đầu trên thị trường về vấn đề trị nám, phải không thưa cô? Và vâng, trở lại với chương trình một lần nữa là cô Bích Ngọc của vị tổng giám đốc của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc sẽ giới thiệu thêm cho quý vị một loại dược mỹ phẩm cũng hiệu quả không kém trong vấn đề trị nám cho làn da của quý chị em phụ nữ bị da sậm màu sau khi sinh con, hoặc là có những cái vấn đề khác, phải không thưa cô? Khi mà nói đến da sậm màu và da bị nám thì không chỉ là vấn đề da nám mà thôi, mà có một số quý chị em phụ nữ vì ra nắng quá nhiều, hoặc là nếu mà có một số quý chị em phụ nữ mà khi thời trẻ da bị mụn, bị thâm đen, thì quý chị em phụ nữ cũng cần phải có một loại thuốc đặc biệt để tẩy đi những cái vết thâm đen này, phải không thưa cô? Vâng, đúng rồi. Cô có thể giới thiệu đến cho quý vị khán thính giả hay dùng mỹ phẩm này hay không? Vâng, thưa quý vị, đáng lẽ ra ngày hôm nay đấy là chúng tôi chỉ có giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mà thôi, nhưng mà vì Vân Khương á thấy rằng thì là Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc có rất nhiều trends để mà giúp cho quý vị bị nám da, và có thể là mỗi người mình có thể hợp một thứ, chẳng hạn là mỗi người có một cái loại da khác nhau và mỗi một thứ nó lại hợp cho một cái loại da nào đó, cho nên là Vân Khương đem rất là nhiều những cái bộ trị nám đặc biệt của Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc. Sao con? Vâng,
Xin lỗi, vâng, thưa quý vị khán thính giả, rất là cảm ơn cô Bích Ngọc đã tiếp lời với Vân Khương, và xin tiếp lời với cô Bích Ngọc rằng tại vì Nám, nếu quý vị đã theo dõi phần đầu của chương trình thì có rất nhiều lý do, từ Nám melasma sau khi sinh con cho đến vị Nám thưa cô, vị Nám khi mà quý vị ra nắng quá nhiều thì tất cả những vấn đề đó quý vị đều có thể chữa trị được bằng một loại dược mỹ phẩm thích hợp và cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thưa quý vị. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái dược mỹ phẩm nữa, thưa quý vị. Cái này cũng phải có bác sĩ viết toa cho mình mới mua được. Thành ra là hôm nay chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là đây cũng là một cái tin vui, rất là vui cho chị em phụ nữ chúng ta. Là tại sao? Bởi vì chúng ta có rất là nhiều chance để mà chúng ta lựa chọn một bộ mỹ phẩm nó hợp với da của chúng ta, và nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái làn da thật là tươi sáng và mịn màng. Thì cái bộ mỹ phẩm này đó là của hãng Dermamedics, tức là một cái hãng mỹ phẩm mà do những cái nhà khoa học da của những cái trường đại học mà họ đã dày công nghiên cứu. Vì thưa quý vị, cái người bác sĩ, cái người mà khoa học da này đó, họ là một bác sĩ giáo sư ở trong trường đại học Arizona, và họ đã nghiên cứu ra cái dược mỹ phẩm này khi mà ông đang hành nghề để mà chữa bệnh ung thư ngực hoặc là những cái ung thư, tất cả các loại ung thư cho những người bị đau ung thư, và những người mà đang dùng đến cái phương pháp mà cái phương pháp mà chạy cái chemotherapy đó là cái phương pháp là phóng xạ đó, thưa quý vị. Thì thường thường đó, mà nếu mà những người mà bị chemotherapy đó thì họ phải bắn cái tia phóng xạ vào trong cái chỗ nào mà bị thương hay là bị đang bị bệnh đó, để mà giết cái tế bào nằm dưới cái da. Và khi mà họ đã dùng cái loại mỹ phẩm này để mà họ chữa cho cái người bệnh nhân ở ngoài da, cho những người bị ung thư đó, thì họ khám phá ra là cái thuốc này quá hay đi. Nó gọi là, nó cái tên khoa học gọi là Terasol. Cái Terasol này đó, nó có chia ra làm nhiều loại khác nhau, nhưng mà đặc biệt cái Terasol này đó, nó đã dùng áp dụng vào cái khoa thẩm mỹ cho cái người phụ nữ khi mà mình bị cái bệnh gọi là nám da, thưa quý vị. Rất là hay, thưa quý vị. Để chúng tôi sẽ xin trình bày với quý vị sau cái lời gọi ở bên ngoài kêu vô. Hello, cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc. Mời quý vị lên tiếng. Hello. Hello. Chào cô Bích Ngọc. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Chào Vân Khương. Dạ, chào chị. Thưa chị, chị gọi vào có... Mỹ Anh, cô muốn hỏi, cô có vài điều cô muốn hỏi cô Bích Ngọc. Dạ vâng ạ, thưa chị Bích Ngọc ạ. Vâng. Dạ, em muốn hỏi cô Bích Ngọc dạ. Là... Vâng, thưa cô, chương trình hôm nay Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc sẽ đặc biệt về chuyên đề trị nám. Cô ơi, cô có gọi vào hỏi về chuyên đề này hay không? Hay là cô có câu hỏi nào khác không, thưa cô? Như vậy thì cho Vân Khương hỏi là trên da của cô có bị nám không, thưa cô? Vì Vân Khương biết là... cho em hỏi cô Bích Ngọc là em đã có nhiều lần sanh con rồi đó. Dạ vâng. Bây giờ thì cha em hai bên má nó bị nám á. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng, thưa cô, nếu mà nhiều lần sanh con rồi mà hai bên má nó bị nám thì thưa cô cho biết là cô đã sanh cháu là được bao nhiêu lâu rồi, thưa cô? Dạ em cũng cháu nhỏ nhất của em cũng 20 rồi. Dạ vâng. Mà cái da của em vẫn không có hết nám, em cũng đã cũng như cũng xài nhiều cái loại kem rồi nhưng mà nó chưa hết nám. Cô có thể giúp em là có cách gì để cho nó hết nám? Vâng, thưa cô, thật tình ra đó thì cái bệnh nám đó nó có nhiều nguyên nhân. Có thể là khi mình có thai xong rồi mình sinh con, rồi sau cái sinh con rồi đó thì nó để lại những cái vết nám trên da mặt của mình, và nó cứ ở đó hoài mà nó không có chịu bay đi như là những cái người mà đàn bà khác mà họ có thai xong rồi thì nó qua cái thời gian đó thì cái mặt nạ gọi là của về nám da đó của cái người mà sanh con đó, nó sẽ không có còn nữa. Nhưng mà thưa của cô đó, nó bị nám cho tới bây giờ thì mình cũng nghĩ là nó cũng có những cái nguyên nhân khác nữa mà mình không có săn sóc đúng mức cho cái làn da của mình nữa, thưa cô. Thì như vậy đó là bây giờ có rất là nhiều
những cái phương pháp như là vừa rồi nãy giờ đó là chị Bích Ngọc có thưa với tất cả quý vị khán thính giả đó, là có rất nhiều những cái bộ kem trị nám mà nó có thể là nó hợp với từng loại da của mỗi người. Cho nên là ngày hôm nay có tới 4 bộ kem trị nám được trình bày với tất cả các quý vị khán thính giả để mà quý vị có thể lựa chọn cho mình một cái bộ kem mà nó hợp nhất với gương mặt của mình. Vâng, và thưa cô Bích Ngọc, cũng cô Mỹ Anh gọi vào cũng đúng với chủ đề mà chúng ta đang trình bày đối với quý vị khán thính giả của chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc. Thưa quý vị, trong hàng dược mỹ phẩm Dermamedics có một sản phẩm gọi là Brightener Serum chuyên trị cho nám melasma. Thưa quý vị, đây là một tin mừng đối với tất cả các quý chị em phụ nữ, vì tất cả các sản phẩm trị nám, rất nhiều sản phẩm trị nám có những chất giống như là retinol, những chất thông thường giống như là hydroquinone, chỉ có tẩy đi cái vết sậm đen trên da mặt, lớp bề ngoài da thôi, mà không chữa trị tận gốc, không ngăn ngừa tế bào melanocyte, để cho tế bào melanocyte vẫn tiếp tục sinh ra những hắc tố melanin thì cái vấn đề về nám sẽ không hết được. Hay là những cái nám do melasma, nếu như mà dùng những cái phương pháp thông thường thì chắc hẳn rằng sẽ không bao giờ hết được, phải không thưa cô? Vâng, vì vậy nên là nếu cô Mỹ Anh đến với Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc, xin hãy tìm đến loại dược mỹ phẩm mà cô Bích Ngọc cũng đang nói đến và đang gửi gắm đến tất cả các quý chị em phụ nữ, đó là Brightener Serum của hãng dược mỹ phẩm Dermamedics. Và cảm ơn cô Mỹ Anh đã gọi vào chương trình. Và cô ơi, cô đã xem chương trình lâu chưa cô? Cô xem chương trình được bao nhiêu lần rồi? Ra này cô cũng mới xem đây thôi, nhưng mà nó đúng với cái ý của mình, nghĩa là cái trị nám, là tại vì cô cũng đang bị nám á. Dạ vâng. Cô gọi vào mà có em muốn hỏi cô Bích Ngọc là dạ, có cái cách nào để mà discount cho cái chương trình trị nám này không? Dạ vâng, cô Mỹ Anh đã gọi vào chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc, thì bất cứ cô Mỹ Anh mua một cái mỹ phẩm nào, bất cứ và loại nào thì cũng được bớt 10% đặc biệt riêng cho cô Mỹ Anh nhé. Và đồng thời cô Mỹ Anh có thể tới rồi thì là sẽ xem ra cho cô Mỹ Anh, và đồng thời xem là cô sẽ hợp với cái loại kem nào nhé. Vâng, và thưa cô Mỹ Anh ơi, cô đã gọi vào chương trình thì cô có cũng Vân Khương cũng xin dành một phần quà dành tặng cho cô. Cô có thể lựa chọn là một bộ nâng mông hay là một bộ nâng ngực trị giá khoảng 65 Mỹ Kim, hoặc là rất là nhiều những quà tặng nhỏ xinh khác. Mời cô hãy đến với Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc ở 9798 Blair Boulevard, Suite E, Houston, Texas 77036. Và nếu như mà cô đã gọi vào rồi thì cô có muốn trả lời một câu hỏi đố vui trúng thưởng không thưa cô? Cũng được, nếu mà Vân Khương muốn đố thì vâng, vậy Vân Khương mời cô Bích Ngọc. Vâng, thưa cô Mỹ Anh, bây giờ chị Bích Ngọc hỏi Mỹ Anh là hiện thời bây giờ Viện Thẩm Mỹ Bích Ngọc có biết địa chỉ hay là nó nằm ở khu nào không? em thưa với cô Bích Ngọc là em thì không có nắm được cái địa chỉ. Nhưng khu mà nào? Em cũng có những mấy tầng đi ngang qua đó thì em biết là nó nằm ở cái trên đường Bel Air, mà nằm gần chỗ Chắc Minh đó, nhà anh. Đúng rồi cô. Đúng. Dạ cảm ơn cô rất là cảm nhiều. Ơn. Dạ em biết rồi, nhưng mà em không nắm rõ cái địa chỉ thôi. Dạ. Dạ. Vâng, thế thì cô, tất nhiên là cô đã trúng thưởng rồi đó. Dạ. Em cũng muốn hỏi là nếu mà mình xài kem á, dạ, vâng, thì nó tiện hơn hay là mình phải dùng cái laser gì đó nó tiện hơn cô? Vâng, thật sự mà nói đó thì bây giờ đó, mình vừa mới bắt đầu mình chữa da xong thì theo chị Bích Ngọc khuyên đó, là cô Mỹ Anh nên dùng kem trước đi để cho nó thẩm thấu vào trong da. Và nếu mà nó có kết quả đối với cô Mỹ Anh rồi đó thì mình không cần đến những cái phương pháp mà lớn lao nữa để mà mình tốn tiền nhiều. Thành ra cái mà khuyên đầu tiên là mình nên xem cái da của mình nó hợp với cái loại kem nào, thì có thể đến đây đó là sẽ phân tích và sẽ cho cô Mỹ Anh lựa chọn một cái bộ kem cho nó thích hợp với da. Và cái kết quả thì cũng rất là khả quan, nhiều lắm lắm đấy cô nhé. Vâng, mong rằng tại vì em nhìn cô Bích Ngọc là em cũng đã từng gặp cô ngoài rồi. Cô có cái làn da rất là đẹp luôn. Ở cái độ tuổi như cô mà có cái làn da như vậy thì thôi, em rất là thích. Em cũng mong muốn được
Vâng, cô có bộ làn da như vậy. Để mỗi lần mà trang điểm nó rất là khó, vâng cô vâng hình như là phấn gì nó không có ăn vào da của mình. Thế hả? Thế thì cái cô làm lộ lộ đi cái nè, cái bên nó... má, vâng vâng vậy thì Mỹ Anh đừng có lo nữa, và cứ đến chị Bích Ngọc đi, sẽ có nhiều phương pháp để giúp nha, giúp, và đồng thời lại phải dùng tất cả mọi cái ưu tiên của Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc để dành riêng để chữa cái da cho cô nhé. Vâng, cảm ơn cô. Vâng. Rất cảm ơn cô. Rất cảm ơn cô Mỹ Anh đã gọi vào chương trình. Và thưa cô Mỹ Anh, mời một lần nữa mời cô ấy đến với Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc ở 9798 Ballard Boulevard, Suite E. Và như cô đã nói thì gần nhà hàng Jasmine. Cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Và thưa cô Mỹ Anh cũng như là thưa tất cả các quý chị em phụ nữ và tất cả các quý vị khán thính giả đang xem đài, trở lại với chủ đề của chương trình. Đây là một cái chủ đề dường như là ngay cả cô Bích Ngọc và cũng rất nhiều quý chị em phụ nữ cũng đang rất là quan tâm, vì rất là dễ, rất là thường gặp một làn da của một người phụ nữ sau khi sinh con bị nám, phải không thưa cô? Hoặc vâng, là một người phụ nữ mà có thể là bị những cái vết mụn thâm đen do mụn hay là bị ra nắng quá nhiều, sẽ có những cái da không đều, những cái tình trạng da không đều màu. Và cũng như cô Mỹ Anh, cũng giống như là tất cả các quý chị em phụ nữ, nếu còn có những câu hỏi thắc mắc nào thì vẫn hãy đến ngay Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc để có thể tư vấn riêng với bác sĩ Vũ Ban cũng như là cô Bích Ngọc, để có thể tìm ra một cái liệu pháp thích hợp cho làn da của chính mình. Và thưa cô Bích Ngọc, như vậy thì trong dược mỹ, trở lại với chủ đề của chương trình là trị nám với dược mỹ phẩm Dermamedics. Vâng, Vân Khương xin được phép bắt phone của một vị khán thính giả đang gọi vào. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc. Mời quý vị lên tiếng. Hello, mời cô hay là mời quý vị đứng xa màn hình để không bị tiếng feedback ạ. Dạ, em là Tuyết Nguyễn. Dạ, chào chị Tuyết. Chào cô Tuyết. Dạ. Dạ, cô gọi vào có câu hỏi gì không ạ? Dạ, câu hỏi cô đó. Tại vì con bị mấy cái tàn nhang á cô. Dạ vâng. Cái thuốc gì chữa được cho con không cô? Vâng, hay quá. Hôm nay câu hỏi này rất là hay. Bởi vì cô Bích Ngọc đang là trình bày với quý vị khán thính giả ở nhà cũng như là đối với con đó, là bây giờ có một cái loại thuốc về trị nám, tàn nhang và những vết thâm đen trên gương mặt đang nói đây, thì chút xíu nữa đó là con chịu khó nghe đó thì sẽ có thể là giúp ích được con rất là nhiều trong cái vấn đề mà làm cho cái làn da của mình nó tươi sáng lại, nó trẻ trung lại, và đồng thời đó là cái tàn nhang của mình nó cũng bớt, nó cũng mờ đi. Từ trước đến giờ cái vấn đề tàn nhang nó khó hơn là trị nám đó, nhưng bây giờ cái thuốc này của hãng Dermamedic này đó, và đồng thời đó, nó lại là có một cái chất hoa, cái chất mà vừa mới khám phá ra, nó là Terasol, thành ra là nó có thể chữa nám, nó có thể làm ra những cái vết thâm đen nó trắng lại, và nó cũng có thể làm cho cái tàn nhang nó bay đi trong vòng, là nếu mà mình xài từ 3 tháng trở lên đó, thì mình sẽ thấy cái da của mình nó sáng sủa lên, và đây là một cái tin vui cho tất cả chị em. Vâng, chào chị Tuyết ơi, chị đã gọi vào chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc. Vân Khương xin được phép hỏi chị một câu là chị có thường xuyên xem chương trình không thưa chị? Đây có, hàng ngày mà. Dạ, thưa chị có thường xuyên xem chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc hay không? Dạ có. Vậy chị có thể trả lời một câu hỏi đố vui trúng thưởng được không chị? Yeah. Vậy thưa chị ơi, chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc mỗi tuần trực tiếp vào ngày nào và mấy giờ? Đây là đoán ngày hôm 9/5. Bây giờ là khoảng đoán đại thôi nha, bây tại vì nếu lúc mở ra thì nó có chu lây rồi. Nên để đoán đại thôi. Dạ. Là có thể là lúc 8 giờ tối. Dạ, cảm ơn chị. Chị trả lời gần chính xác, từ 7 giờ đến 8 giờ tối thôi chị. Có bắt thể là từ 7 giờ. Lý do tại vì chị nghĩ đây là chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Chính vì vậy mà chị khi mà chị mở TV ra thì too late. Là tại vì chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc vào lúc 8 giờ tối mỗi thứ năm hàng tuần. Nhưng mà chị ơi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình, và mời chị hãy đến với Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc để chị có thể nhận phần quà đố vui trúng thưởng nha chị. Tại vì câu trả lời của chị gần chính xác rồi. Và sau khi mà chị tắt phone thì vẫn mời chị theo dõi tiếp tục chương trình, vì chủ đề tiếp theo Vân Khương và cô Bích Ngọc cũng sẽ gửi đến cho chị cũng như là tất cả các quý chị em phụ nữ
cách làm sao để trị những freckles, có nghĩa là những tàn nhang trên da, phải không thưa cô? Vâng, đúng như thế. Vâng, một lần nữa cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Chị cảm ơn em và cảm ơn cô Bích Ngọc rất nhiều. Vâng, dạ, cảm ơn Tuyết nha, cảm ơn cô Tuyết. Chị, cảm ơn chị Tuyết đã gọi vào chương trình và chúc chị một buổi tối an lành và hạnh phúc thưa chị. Và tiếp tục với chương trình thì lúc nãy Vân Khương và cô Bích Ngọc đã giới thiệu cho quý vị dược mỹ phẩm Dermamedics với công nghệ phân tử siêu nhỏ Terasol có thể dễ dàng thẩm thấu qua da của quý vị và chữa trị tất cả những vấn đề mà da của quý vị đang gặp phải. Và lúc nãy cô Mỹ Anh gọi vào cũng đã hỏi về một vấn đề rất là thông thường ở tất cả các quý chị em phụ nữ là nám melasma sau khi sinh con. Thì dược mỹ phẩm Dermamedics có dạng Brightener Serum có thể trị nám melasma, phải không thưa cô? Như vậy thì đối với tàn nhang và những cái vết thâm đen trên mặt thì dược mỹ phẩm Dermamedics có sản phẩm nào có thể giúp cho quý chị em phụ nữ này trị được những cái vết thâm đen trên mặt thưa cô? Vâng, thưa quý vị, cũng là một cái tin vui cho phụ nữ Việt Nam của chúng ta là lúc trước đó, thì đối với vấn đề mà trị nám đó, nó có dễ hơn là vấn đề mà bị tàn nhang hay là bị những vết thâm đen như trên gương mặt. Bây giờ đó là hãng Dermamedics thì họ có sản xuất ra một cái loại, trong loại này, những cái loại mà trị nám thì nó có một cái, nó có ba loại khác nhau. Một cái đó, thứ nhất đây là cái skin tone brightener, thì cái đó nó là serum thì mình dùng để mà mình chữa nám và dùng cho những người nào mà có da khô. Còn một cái trị nám nữa là nó gọi là cũng là skin tone brightener nhưng nó là cream, nó là cream đó, thì dùng cho những người nào mà có da nhờn để mà cho nó thẩm xấu xuống da, vì nó là cái bê của nó là oil, tức là nó là dầu, cho nên nó rất thẩm xấu xuống da, là nó làm cho cái da của mình nó sẽ trị được cái chất nám, cái vết nám đi rất là nhanh trong vòng được chừng 2-3 tuần. Và sau này đó, lại có một cái chất thứ ba nữa, một cái thuốc thứ ba nữa, nó là một cái loại kem giới thiệu đến cho quý vị khán giả, nó có ba chất. Vâng thưa quý vị khán giả, loại kem mà cô Bích Ngọc đang giới thiệu đến quý vị là Skin Tone Brightener Cream, và nếu mà Vân Khương không lầm là loại kem này rất ưa chuộng bởi tất cả các quý vị thân chủ của Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc khi mà đến với viện thẩm mỹ với vấn đề là bị thâm trên da, vì ở kem này có loại salicylic acid có thể là tẩy nhẹ cho da và vừa giúp cho quý vị tránh đi những cái vết thâm trên da mà vừa không có bị mụn trở lại. Và hello, kính mời chào quý vị khán thính giả đang gọi vào chương trình Sắc Đẹp Thành Công và Hạnh Phúc, mời quý vị lên tiếng. Chào cô Bích Ngọc ạ. Dạ vâng ạ, chào chị. Dạ, cháu tên là Thuận ạ. À vâng, vâng, xin chào cô Thuận. Chào cô Thuận. Cô Thuận có câu hỏi gì cho cô Bích Ngọc không? Dạ, cháu có muốn hỏi là da cháu chỉ có mũi hơi có vài đốm tàn nhang và nó có thể dùng cái mà cô đang quảng cáo được không ạ? Dạ vâng, rất là tốt cho da cô. Nếu mà cô dùng cái dược mỹ phẩm của hãng Dermamedics này đó thì nó sẽ giúp cho cô cái tàn nhang này. Rồi nếu mà là có vết nám nhưng mà tàn nhang nó giúp cũng nhiều lắm đấy thưa cô. Thì mình dùng không những là cái da của mình nó trắng ra và nó cái tàn nhang nó bay bớt đi, và nó còn làm cho da của mình nó trẻ ra nữa cô ạ. Thì nó cũng không có mắc tiền đâu. Cô có thể tới Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc và sau khi phân tích da của cô rồi đó thì sẽ giới thiệu với cô một bộ mỹ phẩm mà của cái hãng Dermamedics này nhé. Dạ vâng ạ. Cảm vâng, cô Thuận ơi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình, và cô có muốn trả lời câu đố vui trúng thưởng không thưa cô? Dạ vâng ạ. Vâng thưa cô, như vậy thì mời cô Bích Ngọc. Vâng, thì bây giờ cô Bích Ngọc muốn hỏi Thuận phải không? Cô Thuận, dạ vâng. Cô Thuận có biết là Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc đó là bắt đầu làm việc từ năm nào không? Hoặc là từ cái thời gian nào, từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ hay là sang tới Hoa Kỳ mới có Viện Thẩm Mỹ Bích Ngọc rồi thưa cô? Dạ, theo em biết, theo tôi biết là Thẩm Mỹ Bích Ngọc là hoạt động từ hồi ở Việt Nam rồi. À vâng, đúng lắm cô. Vâng, thế là cô đã trúng tiền, trúng thưởng rồi đấy. Vâng, một câu trả lời gần chính xác nhưng mà rất là chính xác thưa cô, không có cần nói rõ năm, nhưng mà Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc đã nổi tiếng rất là nhiều năm liền từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ. Và cảm ơn cô đã gọi vào chương trình, cô Thuận ơi. Mời cô hãy đến với Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc tìm ra liệu pháp để chữa trị những cái vết tàn nhang của mình, cũng như là nhận một phần quà trúng thưởng do Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc gửi tặng thưa cô. Chúc cô một buổi tối. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Nhớ đến lấy nhé. Dạ, đến chúc lấy cô tất cả mấy quý vị vừa mới trúng thưởng đó. Cô Bích Ngọc rất là mong muốn là sẽ gặp được tất cả những người đó
và đồng thời sẽ gửi những cái món quà tặng mà quý vị muốn nhé. Thì Vân Hương có thể cho biết là có những cái món quà gì không? Vâng, thưa cô Thuận, bây giờ thì hiện tại ở Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc đang có những món quà như là một bộ nâng mông hoặc là một bộ nâng ngực trị giá 65 mỹ kim, và những cái món quà dễ thương khác như là một bộ sữa rửa mặt, một chai sữa rửa mặt để khi quý vị đi du lịch, hoặc là một những cái thỏi son nhỏ rất là dễ thương. Và khi quý vị dùng tất cả những dịch vụ của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc thì sẽ được giảm 10%, cho nên chúc mừng tất cả các quý vị khán thính giả đã gọi vào chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc để trả lời những câu hỏi đố vui trúng thưởng. Cảm ơn cô Thuận một lần nữa, chúc cô một buổi tối an bình ạ. Dạ, cảm ơn cô Bích Ngọc. Cảm ơn cô Thuận. Vâng, cảm ơn cô Thuận vừa mới gọi vào chương trình, cũng như là cô Mỹ Anh và cô Tuyết đã gọi vào chương trình ngày hôm nay. Một điều lưu ý nhỏ, cô Thuận cũng vừa mới nhắc Vân Khương là khi mà quý vị muốn tránh cho da của mình bị thâm đen và bị tàn nhang thì quý vị cũng nên tẩy nhẹ bằng những cái loại thuốc, bằng những cái scrub để quý vị có thể tẩy đi da chết của mình và không có bị những cái ánh nắng bắt vào và dễ bị freckles. Và bây giờ mời quý vị kế tiếp trên đường dây. Rất tiếc là Vân Khương đã lỡ cái cuộc gọi này, cho nên là mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào vì chương trình chỉ còn có vài phút nữa thôi. Như vậy là chúng ta sẽ không có thời giờ để nói tới cái bộ kem thứ tư. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, rất tiếc là chúng ta đã gần hết thời gian rồi, cho nên là chắc chắn những bí quyết khác để giúp cho tất cả các chị em phụ nữ và cũng như là các thân chủ của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc có thể giữ gìn một làn da khỏe đẹp và sáng mịn mãi sẽ còn trong những chương trình kỳ sau, cho nên quý vị nhớ đón xem vào thứ năm mỗi từ 7 giờ đến 8 giờ mỗi thứ năm thưa quý vị. Và cũng rất cảm ơn quý vị đã xem chương trình Sắc đẹp thành công và hạnh phúc của ngày hôm nay.